Xin chào tất cả các bạn. Ở giai đoạn đầu ấy, chẳng chọn cái gì đó, đứa con Edmenda, thế thì chơi đội hình phép thôi. Đấy, có thể kết hợp đội hình pháp sư, siêu nhân, độc tố, đó, như nào cũng được. Thấy xuất hiện như nào thì chơi, đó nha các bạn nhé. Rồi, trận này nhiều, có 1, 2, mình với một bạn sử dụng chỉ huy Asta, Ria các kiểu tha. Rồi, chạy đi. Không biết sẽ kết hợp với đội hình gì nhỉ? Đội hình nào khỏe chơi thôi đúng không các bạn? Lấy ký nào được sẽ xuất hiện đồ này. Thôi lấy tốc biến đi. Tốc biến cho Edmenda cho vào tành. Rồi lấy con nào được. Lấy hàng Nga này. Lấy V nữa này. Đấy. Đúng không? Phép thuật mà. Phép thuật. À không phải. Mình hay nhầm phép thuật thề luôn. Đội hình pháp sư kết hợp với siêu nhân mà đúng không? Có siêu nhân lấy vào. À mình bàn máu nhá các bạn nhá. Bàn máu cho nó. Bàn máu cho máu. Đã thế là cứ chơi bán máu luôn. Bán máu hết trận luôn cho các bạn xem. Rồi, xem bạn này chơi gì. Chiêm tinh. Chiêm tinh Karina lên 3 rất là sợ. Giác đấu. Giác đấu với pháo thủ. Rồi, bình thường. Đấy, quỷ tộc cũng được. Phương Bắc, Phera 3 thì cũng rất là khỏe. Mà thôi kệ thôi. Có phải trận nào cũng lên được nhiều con 3... Bà sao ấy đâu đúng không? Phải do nhân phẩm nữa mà. Đó. Cứ bán hết. À mà xem này, bán nhiều quá không được. Không ai bán máu. Rồi tân. Xem tân này không ai bán máu thì mình cũng cho vào nhá. Để tránh bị thua quá nhiều các bạn. Thua quá nhiều máu, mất quá nhiều máu cũng không được, không ổn đâu. Đấy. Kiểu nó phải thế. Lấy nốt mấy con này về. Các bạn khác không bán. Không bán nữa rồi thì mình cũng không cần bán nữa. Mình giữ hoặc là xem để ý làm sao để mình cái máu của mình nó thấp hơn so với các bạn khác mà không thấp quá nhiều. Ví dụ bây giờ mà mình bán máu suốt là đến cuối trận mình còn đến đợt một vận mệnh mình còn mỗi 60 máu mà các bạn vẫn còn 80-90 là mình thiệt đi so với các bạn hẳn 20 máu. Đấy. Đấy vẫn thua nhưng mà thua 4 máu thôi. Mà mình vẫn nằm top cuối. Như vậy nó sẽ ổn hơn. Thế thôi. Mà tại được con Edmenda nó ra cho mình nhiều đội hình pháp sư các bạn. Nên mình cũng có cứ lấy thôi. Rồi lại thêm con cháu nữa. Ôi dồi ôi bạn này. Bạn này chơi gì nào? Mình bạn này cũng bán máu à, chơi tha cũng bán máu cả. Được, nhân phẩm tốt thì làm được hết đúng không? Mình cũng sẽ bán tiếp nha. Đó, bỏ ra một hai con thôi. Bỏ ra một con. Bỏ ra hai con đi, đúng không? Tiếp ăn cờ xoay lấy con trâu về các bạn. Nếu mà không ai chơi cái đội hình pháp sư này, mình chơi thì nó sẽ dễ lên nhiều con 3 sao hơn. Đấy. Nhiều con 3 sao thì nó sẽ khỏe rồi đúng không? Nhưng mà chơi kiểu gì chơi cũng phải có chủ lực chính các bạn. Đội hình nào cũng thế. Chơi gì chơi nhưng mà phải có chủ lực chính các bạn nhé. Rồi lấy con trâu về. Giờ nào xem gì. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đấy. Bán máu nó có lợi được. Được cái gì nhỉ? Được cái tự dưng lại quên tên nhỉ? Được cái băng thạch. Đó. Thế thôi. Vậy là ổn rồi. Bây giờ kiểu gì cũng sẽ lên. Mình sẽ lên 4. Rồi lấy 2 bit về. Mở slot ra cho vào này. Cho vào này. Lên được 4 pháp sư. Hay làm sao lên siêu nhân nó đẹp hơn. Hay siêu nhân nó đẹp hơn đúng không. Cho siêu nhân này này. 3 siêu nhân đẹp hơn. Lấy băng thạch cho Edmenda được rồi. Ừ, thế cũng được. Edmenda cho thêm quả tốc biến nữa. Đó. Lancelot lấy về. Rồi. Có thể 6 pháp sư, 6 siêu nhân. Hoặc là như nào đấy. Cũng chả biết nào. Lên được như nào lên thôi. Được cái đồ băng thạch như này là ngon rồi. Tránh bị mất quá nhiều máu về cuối.
Với cả mình làm video vừa chơi vừa nói này, thì mình chỉ tranh thủ thời gian rảnh là mình làm video thôi. Cũng tùy từng trận, lúc thì được top 1, lúc được top 2, được tầm top 2, top 3 mình cũng chẳng muốn đăng đó. Làm tầm 2 hoặc 3 trận, được thì được luôn, còn không được thì mình cũng cũng không cố cố phải làm đâu các bạn. Với cả phải rảnh thì mới có thời gian làm. Thực sự mình cũng rất thích làm video, rất đam mê, nhưng mà một phần thời gian là mình lười đó, do mình lười thôi. Đây, chắc là tên này, giờ sau tên này, tên sau mở slot ra, xong rồi cho đủ bốn bốn gì nhỉ, bốn pháp sư. Đấy, và phải cứ roll nhiều các bạn, cho đội hình mình khỏe một tí. Đấy, mình phải chơi kiểu như vậy thì đội hình mình mới bá đạo được. Chứ các bạn lên được ví dụ 6 pháp sư, 6 siêu nhân mà đội hình toàn một những cái con một sao thì nó cũng không khỏe, ulti cả đúng không? Và như vậy cũng phải có những mấy con nó 2 sao vào thì nó mới khỏe dần lên được. Rồi được 11 vàng. Nào cho mình một hai con gì nào. Hàng Nga lên 2 đấy, thế đội hình nó khỏe đúng không? Lancelot này, Halley này, Karita này, Rôn cái nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đợi bàn cờ xoay mới lấy con Esmeralda nhá. Cứ lấy châu về trước này. Bây giờ các bạn thấy là đang 20 vàng đúng không? Chủ yếu nói những cái bạn là mới tập chơi thôi, các bạn xem qua các bạn cứ hay comment hỏi. Có nghĩa là bây giờ mình đang 20 vàng thì có lợi tức đó là 4 vàng nhá. Các bạn xem dòng thứ hai vàng bổ sung ấy. Đấy, vàng bổ sung là được thêm 4 vàng đúng không? Vàng khởi điểm, vàng bổ sung. Bây giờ mà mình lấy đi như này thì còn 19 vàng thì vàng bổ sung nó mất đi rồi. Đấy, mình phải bán đi. Đợi tí nữa bàn cờ xoay mới lấy con Esmeralda về ấy, thì mình vẫn giữ được cái vàng bổ sung nó là 4. Đấy, như vậy. Chẳng ra đồ phép gì chứ. Rồi lấy cái móng vuốt hát nhé, móng vuốt hát tí nữa. Rồi Esmeralda này. Ui trời ơi, con Esmeralda rất cân mà không thể lấy nổi. Cày thật. Hàng Nga roll tiếp nhé, tí nữa mở slot sau. Kadita không lấy vội. Con trâu này. Rồi. Đấy, mãi nói. Mãi nói không kịp lấy cái con Esmeralda luôn. Rồi. Thì đành chấp nhận thôi, biết làm nào đúng không? Ui, gặp đội hình này. Đấy, dã thú này, tinh linh này, độc tố này, rất là khỏe các bạn. Thực sự rất là khỏe. Nhìn biết là mình sẽ thua rồi. Nhưng mà hiện tại thì hiện tại đội hình bạn này nhân phẩm tốt nữa nhỉ. Cũng ra được. Rồi không vấn đề gì cả. Lấy habit về này. Roll tiếp. Được rồi, con này lên cái gì nào. Đấy, mở slot ra. Cho nốt Kadita này vào. Mình lấy cái hậu thuẫn này nhá. Hậu thuẫn này. Đấy. Vậy là đủ 6 pháp sư rồi đúng không? Tí nữa thì cho con này vào nữa là được. Đó. Nhưng mà còn mỗi 49 máu nhỉ. Trận này mỗi một mình chơi đội hình pháp sư. Mà thôi, pháp sư thì đánh chấp nhận như vậy thôi. Ôi, gặp cái con Karina này nữa. Ôi, vẫn ăn được nha. Karina nó sẽ bị khắc chế bởi con hàng Nga này. Ulti cái xong đó. Rồi đội hình mình đã khỏe dần rồi nha các bạn nhé. Giờ chỉ lên được siêu nhân nữa thôi, 6 siêu nhân nữa. Lên được 6 siêu nhân càng tốt, không lên được thì cũng không sao. Đó, Habit lấy về. Siêu nhân phải có ngọc siêu nhân các bạn. Đấy, phải có ngọc siêu nhân. Rồi, lấy con trâu về nữa này. Karita này, Ron cái Esmeralda rồi. Thế thì bán con Habit đi. Lấy con này về. Bán con trâu đi. Lấy con này về. Đó.
Kadita lên 2 cũng được. Phải lên được cái con Esmeralda 3, Esmeralda 2 ấy. Càng sớm càng tốt. Thì nó là chủ lực, nó sẽ khỏe. Đó. Chỉ gọi là đơn giản như vậy thôi. Chả biết tân này có nổi không. Còn Esmeralda không thể làm ăn được gì, tại vì nó đang đang một, chưa lên 2 sao được, đang cấp 1. Nhưng mà vẫn win được ấy các bạn. Nhìn nhá. Esmeralda tốc biến sang quạt 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 quay quay. Ok, đợi bàn cờ xoay thì lấy con Habit về đó. Tí nữa mình lên đến cấp 8 là sẽ rất là ngon này. Rồi, Habit nào. Xem bây giờ các bạn để lại đồ gì lấy thôi. Đây cái ngọc siêu nhân này các bạn. Mong là không bạn nào lấy cả, vì mình thấy không ai chơi ngọc siêu nhân. Để lại ngọc siêu nhân cho mình. Để lại ngọc siêu nhân đúng không? Ngọc siêu nhân được. Đó, cũng tùy từng trận thôi, đúng không? Có ngọc siêu nhân thì mình chơi luôn, kết hợp luôn. Không có ngọc siêu nhân thì mình lấy đâu khác. Biết đâu, không thể nói trước được. Rồi Esmeralda lên 2. Có ngọc siêu nhân phải không? Ngọc siêu nhân mình cho con hàng Nga, đúng rồi. 3 siêu nhân rồi. Xem nào. Giờ chắc là chưa mở slot các bạn, roll nhẹ một cái. Rồi tí nữa lấy Esmeralda về nhá. Bây giờ đang 20 vàng. Với cả nhìn đội hình mình cũng bây giờ cũng khỏe rồi. Các bạn thấy cái con Esmeralda nó cũng khỏe rồi. Chơi này thì mình cứ mở đến cấp 8 xong roll thật nhiều và cho Esmeralda lên 2, à lên 3. Đấy, nó chỉ cần như vậy đấy. Xong rồi dần dần cho mấy con siêu nhân vào. Cho đủ 6 pháp sư, 6 siêu nhân đó. Với cả cũng hy vọng là sẽ gặp được một trận may mắn để đạt được top 1 cho các bạn xem. Chứ cái bạn 1995 này, bạn này khỏe quá. Dã thú tinh linh này. Giờ ai mà thua bạn thua rất là nhiều máu luôn. Đấy. Các bạn xem. Quá khỏe luôn. Rồi. Mình cũng nhận được khá nhiều vàng nhá. Đấy, lấy mấy con này về hết. Lancelot. 44 vàng. Mở slot ra cho Lancelot vào. Lấy cái gì? Lấy cái móng vuốt hát này nhá, cho con Lancelot. Đó. Con này lấy về, con này lấy về. Roll nhẹ cái nào. Kadita lên 2 này. Tí nữa mới lấy con Esmeralda nha các bạn nhé. Cứ chơi cái đội hình mà không ai trùng là nó sẽ dễ lên nhiều con 3 sao hơn. Đấy. Như vậy thôi, dễ lên nhiều con 2 sao, 3 sao. Đơn giản là như vậy mà. Rồi hy vọng gặp bạn này mình sẽ win đi. Đúng rồi, cứ bắn hết vào cái con Esmeralda là tướng bên bạn là sẽ bị giảm tốc đánh ra nhiều. Rồi và mình vẫn win nhé. Đây cái băng thạch này nó có 30 giáp và 1.500 máu. Nội tại của nó là khi đánh vào sẽ bị giảm 20% tốc đánh của tướng đối phương ở gần. Khi nhận sát thương sẽ tăng 15% hồi mana, loại hồi mana để quay quay vòng các kiểu đó. Đó, cũng rất là ổn. Lại có một bạn đi rồi. Rồi bàn cờ xoay lấy Esmeralda về nha. Đó. Lên được bao nhiêu rồi? 41 vàng. Quá là ngon luôn, đúng không? Giờ chỉ còn thiếu con Bruno nữa thôi các bạn. Châu về. Thiếu con Bruno. Trời, làm sao lên được 6 6 gì nhỉ? Thiếu Bruno xong là cho Veil vào nữa, thế là đủ. Roll thôi. Roll. Rồi. Tiếp bàn cờ xoay mới lấy Esmeralda nhá. Lancelot đợi đợi một tí đã. Cho lên đủ 6 siêu nhân. Rồi làm sao mà được con Esmeralda lên 3 này, xong hàng Nga lên 3, như này đã ổn. 6 tinh linh này bá quá nhỉ. 6 tinh linh quá khỏe luôn các bạn. Đây rồi. Rồi, có thiết bị nhân bản này. Đang phân vân giữa khiên bất tử và quyền trượng mùa đông. Đợi đã. Cha lấy khiên khiên bất tử nha. Lancelot Esmeralda. Hàng Nga lên 2. Mở slot ra nha các bạn nhé. Mở slot ra thôi. Cho nốt con Esmeralda này vào nữa này. Lấy này về. Roll nhẹ cái nữa.
Rồi, thấy Bruno đây rồi. Tí nữa sẽ lấy Bruno sau. Đấy. Lấy Bruno về là chắc là mình sẽ mở được. À, mình sẽ đủ 6 siêu nhân đấy bạn. Đấy, đổi này cho. Đấy, Kadita thì cho lên đây. Đấy, cho Kadita lên đây. Cho Kadita ulti nó nhanh, đúng không? Sắp xếp nó giãn cách nhau ra. Nhìn nó đẹp. 49, nhìn số 49 này. Ôi ôi, không biết có win rồi không? Rồi, chắc win được nhỉ. Win đi, đừng thua. Win đi, đúng rồi. Win nha các bạn nhé. Win không? Hàng Nga ulti nè. Hàng Nga ulti cả nè. Hàng Nga ulti, đúng rồi. Rồi, rất là ổn này. Hàng Nga ulti nữa, win này. Đó. Đấy, tí nữa bàn cờ xoay lấy nốt con Bruno về. Thế là xong thôi. Thế là đủ 6 gì nhỉ? À, đủ 6 siêu nhân luôn. Đây. Kadita Bruno này. Làm nào mở đủ slot nhỉ? Bán này đi, bán này đi. Cho Bruno về này. Bán con này đi. Nhưng mà vẫn chưa đủ các bạn. Thôi kệ đi. Mình sẽ nhân bản cái con Enyanda ra này này. Roll nhẹ cái này. Roll nhẹ cái. Bây giờ đợi để được con Enyanda lên 3 thôi. Đấy. Chỉ cần như vậy thôi. Xem lượng sát thương con nào gây ra nhiều nhất. Gặp bạn này mong là sẽ win đi. Để bạn mà đi là mình sẽ được thêm lượng vàng nữa đúng không? Thì sẽ rất là ổn. Rồi. Rồi đúng rồi. Đó, vậy là sẽ được rất là nhiều vàng nhá. Hiện tại mình đang có 21 vàng. Sau tuần này chắc khéo phải lên được 5-60 vàng mất. Thì chắc chắn nó sẽ dễ con Emenda được bao nhiêu nào. Đấy, 60 vàng các bạn, 64 vàng. Roll nào, Harley này. Mình roll để con Enmienda lên 3 đã. Mãi không thấy Enmienda nhỉ. Xem con này lên cái gì nào. Lại lên cuộc kiếm khách à. Ở kiếm khách thì đổi vào được. Bruno không lấy Enmienda. Đúng rồi, Enmienda lên 3. Cho Bruno vào. Nhưng mà tí nữa vẫn phải mở slot các bạn. Rồi, như này cũng ổn rồi. Edmianda lên 3 này. Sao chắc là ăn được bạn này rồi. Mong là sẽ ăn được. Ôi dồi, cố lên nào. Mong là ăn được. Rồi, chắc là ăn được đấy các bạn. Edmianda không chết được, bất tử luôn đó. Bây giờ nó thành bất tử nhỉ? Tí nữa mình có đồ khác. Có thêm một đồ gì nhỉ. Tóm lại có đồ phép thì lấy đồ phép, còn không có thôi. Lấy Kadita về. Sau tuần này mình sẽ mở slot ra nhé. Cho đủ 6 siêu nhân luôn đó. Các bạn có lấy slot không? Đây, lấy lưỡi gươm Mao Linh này. Lưỡi gươm Mao Linh chơi đội hình phép thì lấy lưỡi gươm Mao Linh là đẹp rồi, đúng không? Cho con nào cũng được luôn đó. Xem nó sẽ cho con nào nào. Mình xem. Rồi, vẫn chưa mở slot nổi chứ. 31,34 chứ. Cay thế nhỉ. Rồi, lên slot lên 3 nữa. Vẫn chưa mở slot được. Thế thì roll tiếp thôi. Roll tiếp. Được rồi, vậy thì xem nào. Để tuần sau nhá. Tuần sau cho nốt cái con V vào là đủ là đủ gì? 6 siêu nhân. Đó, 6 siêu nhân, 6 pháp sư. Mong là tuần này sẽ win. Rồi, ăn được cái bạn này đi. Mong là ăn được. Cố lên nào, đúng rồi. Thế thì chắc ăn được đấy các bạn. Đó, Kadita gây ra lượng sát thương cực kỳ nhiều luôn. Rồi, ăn được rồi nhá. Đó. Được rồi, vậy là ổn này. Mình lại có thêm rất nhiều vàng luôn. Giờ sẽ cho đủ 6 siêu nhân các bạn. 6 siêu nhân. Có 54 vàng, mở slot ra, 6 siêu nhân rồi.
Ôi, lấy cái tận tụy này. Đấy. Mình thấy cái nào cũng dùng cũng được rồi. Nó cũng như nhau. Khi tử vong, tướng siêu nhân dùng năng lượng để hồi 100% máu cho tất cả đồng minh. Cứ con nào chết thì nó lại hồi lại máu cho đồng minh tiếp. Đấy. Chỉ cần chết một con thì các con khác lại được hồi đầy máu ấy. Rồi. Ôi dồi ôi, không ăn nổi con Karina này à? Cố lên nào, Karina, Karina. Rồi. Chết lại hồi máu. Cố lên nào, đúng rồi. Tiêu diệt con Karina. Ôi dồi ôi. Đầy máu luôn các bạn. Đấy. Tiêu diệt Karina đi, đúng rồi. Đó. Rồi, ôi. Quá khỏe luôn các bạn. Không có từ nào chê được cả. Quá đỉnh cao luôn. Em nào có Karina phải không? Karina 3 rồi à? Tinh linh à? Mình sẽ giữ mấy con tinh linh của bạn Astat này. Đấy, còn lâu mới lên được à, mấy con kia. Mình giữ hết Beric, Ron, Astat. Thôi, mình chỉ cần giữ con Astat thôi. Mà xem bạn này đã. Bạn này chẳng còn cái gì rồi. Bạn này nãy thua, chẳng lẽ tân tân sau không thua. Giờ xem đợi được cái gì đã các bạn. Đến cuối ta phải tập trung. Mấy trận chơi làm video thì cũng phải thật sự tập trung, không là rất là khó luôn. Rồi, có thiết bị nhân bản này, thiết bị nhân bản này. Và lấy thêm cái giáp gai nhá. Đó, giáp gai chắc là cho Admin độ Astat để ra đây. Esmeralda cho nốt cái giáp gai nữa. Nào đánh đi. Đúng không? Tốc biến thì mình sẽ cho cái con này. Con Kadita này. Đưa Ron thôi. Ron để đường nhiều con lên 3. Đó. Mấy bạn này còn 20 máu. Mình sẽ cứ để trên 20 ấy thôi. Mình để trên 20 vàng nhá. Con nào lên được 3 nhỉ? Giờ chỉ có Harley thôi. Drone cái này. Đợi tí nữa lấy Harley thôi. Ui ôi. Bạn này lên được tinh linh dã thú này cũng khỏe cực kỳ luôn. Trời ạ, đừng chết con Esmeralda của mình. Không là thua bạn này đấy. Trời ơi đừng chết mà. Trời ơi. Một mình con Esmeralda cân được các bạn. Chắc cân được. Rồi bạn này cũng đi luôn này. Thế là bạn này thua mình thôi nhá. Mình nhìn là biết là sẽ thua mà. Nó không làm gì được cái con Esmeralda luôn. Trời, nhưng mà thời gian. Rồi đúng rồi bạn. 13 máu. Được. Mình lấy nốt con Kadita về. Ron để trên 10 vàng thôi. Rồi. Cho nốt cái con Harley lên lên 3. Đó. Ron à. Ron à. Ron nhẹ cái nữa. Để thôi xem sắp xếp như nào đã. Sắp xếp này tách xa ra. Đó. Chủ yếu là thời gian thôi các bạn. Bạn này thì tóm lại là giữ đội hình, giữ tướng của bạn để tránh khó lên 3. Mà chả biết bây giờ sẽ như nào. Ui. Gần tan tành hết này. Chỉ còn mỗi một mình con Karina khác tự chiến đấu thôi. Rồi. Rồi. Thế là win rồi các bạn. Mình win luôn rồi. Có nghĩa là tên này nữa kiểu gì chứ cũng win. 49 vàng. Trời ạ, roll hết rồi, không để lại cái gì cả. Astat không lấy này. Đây. Giờ cứ cắm đầu vào roll này. Nhưng mà không con nào lên ấy được. Con hàng Nga, bán con này đi. Rồi, Bruno lên 2 nữa này. Nếu mà để một tơn thì còn lên được nhiều hơn nữa. Hàng Nga cũng sắp lên rồi. Trời ạ. Ui, nhưng mà win được không đấy? Khéo lại thua bạn. Ui, còn Esmeralda mình. Esmeralda với Karina các bạn xem. Ui, thế mình vẫn thua à? Trời ạ, sắp xếp kiểu gì không biết nữa. Rồi, được rồi, thua bạn rồi các bạn. Đấy không để ý chứ, cứ tưởng là thắng luôn này.
cay đấy nhỉ. Rồi được rồi, đợt mùa vận mệnh này, tăng sức chứa này, lấy nốt tăng sức chứa các bạn. Mình sẽ thêm cái gì vào đó, xong rồi xem cái cách sắp xếp nhé. Lấy rồi hàng Nga lên 3 này, lấy Terina vào đỡ đòn cùng thôi. Đã thế nhá, sắp xếp lại luôn, sắp xếp liền hết này cho khỏe đúng không. Đó, chẳng lẽ không ăn được bạn nữa, trời ạ. Bạn thì khỏe được mỗi con Karina rồi mà. Đúng rồi, Terina ulti cái mấy con trụm lại hết, chứ đã phải ăn được con. Đúng rồi, thế là win đấy các bạn. Cố lên, cố lên. Ôi dồi ôi, cố lên nào, cố lên nào. Esmeralda, trời ạ. Esmeralda với Karina, sao Esmeralda mình không ăn được nhỉ, cay đấy nhỉ. Rồi vẫn ăn được các bạn. Vừa nãy làm sao. Rồi, thế là win nhá. Được rồi. Video mình đến là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.